Ủa cái chim này anh chia sẻ với nhiêu tiền con nha? Dạ em bán tầm 400-500 anh. 400-500 ngàn một con? Dạ đúng rồi. Quá rẻ luôn nha cả nhà, có 4-5 xị một con thôi. Thì em mua nhiều có bớt không? Dạ có chứ anh. Ví dụ như mua 10 con này thì bớt nhiêu? Đấy, 10 con này em lấy 350 đó. 10 con là 350 hả? Dạ đúng rồi đó. Đồ tình hình mẹ con cả nha, 10 con có 350 thôi nha. Mà không, sợ không đủ tiền. Dạ, anh lấy 3 con này cũng 350. Ồ ngon vậy? Dạ. Hello, mình xin chào cả nhà nha. Đầu video mình xin chúc cả nhà một ngày mới thiệt là nhiều niềm vui, thiệt là nhiều may mắn nha cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ đưa anh em đi một nơi thật là xa luôn nha cả nhà, xa ơi là xa luôn. Cái điểm đến của mình ngày hôm nay là thuộc huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Đó, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai nha. Từ nhà mình mà lên cái điểm đến á, nó rơi vào tầm cũng khoảng 30-40 km á cả nhà. Nhà một bạn nghệ nhân, nhà bạn này thì có được vài chục chú chim chào mào bổi á. Ngày hôm nay mình đi săn bổi nha cả nhà. Thì trước khi mình đi á, tại vì cái bạn này 11 giờ bạn mới đi làm về, cho nên là mình sẽ ghé qua nhà anh Khoa Đăng Đinh một tí xíu để hỏi thăm tình hình của ảnh. Hôm bữa giờ thì cũng rất là vui cả nhà, rất là vui. Nhờ mình làm video, mình kêu gọi anh em follow kênh TikTok của anh Khoa. Thì kênh của anh Khoa tính tới bữa nay cũng được 1.500 anh em follow rồi cả nhà. 1.500 anh em follow rồi. Cũng bật được cái giỏ hàng rồi, cũng bán được vài sản phẩm trên kênh TikTok rồi cả nhà. Nói chung cũng khá là vui. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cả nhà nha. Mua chiếc xe tải nó đậu chán cái đường. Bây giờ thì mình ghé vô nhà anh Khoa một xíu. Mà cái xe tải nó hơi chán cái đường, đi được không ta? Chắc được. Ok. Xe tải nó hơi vướng xíu thôi nha. Cái bằng lái, mình bằng lái yếu quá. Bằng lái yếu. Rồi được rồi, lọt. Lọt rồi cả nhà. Tới nhà anh Kho rồi nè cả nhà, đây nè. Đó, tới nhà anh Kho rồi nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi tới một xíu để mình kiếm chỗ quay quay đầu á. Kiếm chỗ quay đầu mình sẽ đậu xe đầu đường rồi mình vô nha cả nhà. Ghé qua hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Kho một xíu. Và ảnh có cần mình hỗ trợ cách để mà gắn sản phẩm trên kênh TikTok hay gì không thì mình sẽ mình biết chút nào thì mình chia sẻ với ảnh cái đó cả nhà, để giúp cho ảnh được cái gì thì hay cái đó. Bây giờ mình sẽ quay đầu lại mình kiếm chỗ đậu xe nha. Với lại là mình xin đính chính một xíu luôn nha cả nhà. Mình xin đính chính một xíu. Chờ mình quay cái đầu xe nha. Ấy. Tắt máy. Ấy. Sao đi cả nhà nè. Đúng rồi, bằng lái mới học còn yếu á. Rồi. Rồi, quay đầu thành công rồi nha cả nhà. Với lại mình xin đính chính một xíu nha cả nhà. Tình hình hôm bữa giờ mình lái chiếc xe 8 tỷ này của mình á, mình làm video chủ yếu là cho anh em xem cho vui á. Thật ra chiếc xe này là mình mượn lại của ông anh vợ mình nha cả nhà. Mượn lại của anh vợ mình để mà đi quay video cho nó tiện á, tại vì đi quay nhiều khi những cái nơi mà nó xa xa cả nhà, đi xe máy đi không nổi đâu, mệt lắm. Thành ra là mình mượn chiếc ô tô này của anh vợ mình, anh vợ chị dâu mình, đi quay video cho anh em xem cho vui. Với lại là quay video thì mình cứ nói là xe 8 tỷ rồi, xe của mình, để anh em xem vui, vui là chính thôi. Đó cho nên là có nhiều bạn tưởng đâu là tưởng là xe 8 tỷ này là của mình thiệt nha. Thì mua thì chắc chắn là mình sẽ mua đó nha. Mặc dù bây giờ chưa có tiền nhưng mà mình tin là một ngày nọ mình sẽ mua được ô tô. Đó, nhưng mà bây giờ thì bây giờ kéo gương lên coi. Bây giờ thì nó kêu két két. Bây giờ thì chưa có đủ khả năng mua cả nhà.
mai, nay mai chắc chắn thì mình sẽ mua ô tô. Nói gì quên mất tiêu rồi. Thôi bây giờ tới nhà anh Kho rồi. Mình sẽ đi vào xem thử anh Kho mình có hỗ trợ cho anh Kho có cần mình hỗ trợ gì không, tức là tư vấn và giúp cho ảnh để mà ảnh gắn sản phẩm đồ nó ok hơn á. Đó, ok. Bây giờ mời cả nhà cùng mình đi nha. Tắt cái xe. Khó cẩn thận chứ không là lỡ mất cái gì là về ông anh vợ mình ổng đền chết luôn cả nha. Kéo thân tay để nó tuột. Rồi, ok. Rồi. Khó cửa luôn. Rồi, ok, bây giờ mình mời cả nhà cùng mình đi vào nhà anh Kho nha cả nhà. Đây, đường xuống đẹp lắm. Chim hót quá chừng luôn cả nhà, chim hót quá chừng luôn. Rồi, con chào chú. Chú khỏe không chú? Đây, đi vô. Dạ, anh Kho trong nhà hả chú? Dạ. Anh đó, anh ở đâu? Ủa? Bên này à? Ừ. À. Sao hôm bữa con nhớ nhầm nhầm ta? Nhầm nhầm rồi. Khỏe anh Kho? Ồ, đây cả nhà. Mình vô trúng lúc ảnh đang giật chim nha. Đó, trúng lúc anh đang giật chim. Lấy cái ghế bà ơi. Phan đợi lấy cái ghế ngồi, lấy cái ghế ngồi. Đây là không gian giật chim của ảnh nha cả nhà. Quay anh Kho xíu nè. Chào anh. Khỏe mà. Nè, giờ chồng đi ngày tuyển bổi nữa. Ngày hôm nay em đi tuyển bổi, em ngồi ở kia nè. Ngày hôm nay em đi tuyển tuyển bổi. Ông em nhìn nó đẹp á. Con Hảo Nam á hả? Con nó hay lắm. Anh Tâm ông kêu là giờ cà phê nó còn rỉ một lần đúng không? Nó còn rỉ chút đỉnh. Dưới nó quẹt, yếu lửa. Nó quẹt mỡ. Yếu lửa. Dưới nó mới xong lông hình như được một tháng. Chưa dính lông nó quẹt cái nếp của nó hay á. Cái con đó nó đánh, hồi đó nó đánh với con chim quốc cờ tân của em mấy trận trên vàng nó đánh. Mà nó dạng hơn con chim của em. Thành ra là nó con mà dạng nhì của ổng. Đúng rồi. Con dạng nhất thì em thấy sơ sơ rồi, dạng nhì đẹp hơn, nó đẹp hơn. Không mà em tính ra em coi em vẫn em vẫn thấy nó đẹp hơn hai con kia. Nó ôm lông đồ ngon rồi đó. Cái phát thương nè. Giờ em không tập lực rồi phải không? Giờ là mình chỉ có tắm rửa mà bồ bèo là nó vô thôi. Tối hôm qua có cái anh kia cũng lớn tuổi rồi, anh ở Quảng Trị, anh hỏi em là có chia sẻ lại không, mà anh chia sẻ lại anh Kho anh đeo cái mic lên giúp em á, bóp đó, đúng rồi, giống như mic của anh ha, gắn khẩu áo được chưa? Được rồi. Mình tình cờ mình lên thì anh Kho đang giật chim cả nha. Đó, anh Kho đang nằm giật chim này nha. Mình sẽ quay sơ sơ cho anh em thấy nè. Đó, giật chim chỗ đây thì nằm chỗ đây cả nha. Thì dạng như là có những ngày mà anh Kho ảnh mệt á, ảnh mệt thì ảnh sẽ không có ngồi xe lăn được cả nha. Thành ra là ảnh nằm đây thì nhiều khi đam mê quá cho nên là ảnh thiết kế một cái sào chim chỗ đây đó. Nói chung anh em mình đi giật chim còn được ra quán với anh Kho thì bây giờ đi nó cũng rất là khó cả nha. Với lại là ngày hôm nay em lên đây á, anh cái cách up video, chỉnh sửa video rồi gắn sản phẩm đồ á, anh có cái vấn đề gì mà chưa làm được không? Sẵn em làm giúp xíu rồi em chạy đi công việc được hết chưa? Cái đó anh cũng biết sơ sơ mới lên được rồi. Mà do mình làm với lại là được đơn hàng nào chưa? Được mấy đơn nhỏ được nhỏ. Mấy đơn thì nhỏ. Với lại họ đặt ở ngoài. Đặt ngoài thì nhiều.
Với lại là ở ngoài gần chục đơn á. Anh tư vấn cho những anh em á, nếu mà anh em nào biết xài TikTok á thì kêu anh em lên mua giúp cho mình trên TikTok á, để cho có cái lượt bán á. Có cái lượt bán á thì nhiều người lạ người ta thấy thì người ta sẽ tin tưởng hơn. Thì nói anh cũng nói thật với anh em là anh em thôi giúp rồi giúp cho chót luôn, anh em lên mua trên TikTok thì giá cả nó cũng như vậy thôi, thì mua giúp em để có lượt bán, để cho những anh em nào người ta chưa biết tới mình á, người ta dễ mua hơn. Còn người ta nhìn vô sản phẩm mình mà được có 1-2 lượt bán người ta sẽ ngại mua lắm đó. Rồi nói anh em mà dùng tốt thì đánh giá cho mình 5 sao. Như anh đang gửi hàng bên giao hàng tiết kiệm á, xong rồi giờ mà gửi cái đó thì họ cũng xuống lấy thôi, nhưng mà không biết cái tiền về kiểu gì. Anh liên kết tài khoản ngân hàng chưa? Có rồi, có là hồi giờ rồi. Hồi giờ là anh gửi ở bên ngoài là gửi cái đó, còn bây giờ TikTok bán trên TikTok á, anh không biết là nó thanh toán kiểu gì. Rồi cái vấn đề này để tí nữa em hỗ trợ riêng anh nè. Bây giờ vô cái vấn đề là cái kênh anh được bao nhiêu follow à? Được 1.570 rồi. 1.570 mấy follow, tính ra mình làm được mấy ngày rồi ta? Cái ngày mà anh bắt đầu anh quay video đầu tiên á, ngày em với anh quay á, gần một tuần mà được 1.000+ anh em là coi như là cũng kỷ lục á anh, chứ không phải ai cũng làm được đâu. Anh em thương á. Anh có gửi lời gì tới 1.000+ anh em đó không? Anh chia sẻ đúng không? Thì nói chung cũng mới lập mà được nhiều người ủng hộ thì mình cũng cảm ơn tất cả. Cảm ơn anh em rồi lúc nào cũng bên cạnh và ủng hộ. Kêu gọi anh em mua hàng được rồi chứ. Mua hàng xài trải nghiệm thấy ok thì đánh giá 5 sao. Đó. Thì trước tiên thì ủng hộ follow rồi mới đủ nói cái lượt để mình cũng nhờ anh em ủng hộ nhanh á. Có nhiều người người ta làm quay video đẹp mà người ta làm cũng nhiều khi cả tháng mới được. Thì cũng nhờ anh em giúp đỡ nên mới đủ follow để mở giỏ hàng thì mong anh em ủng hộ thêm. Nói chung là mình cũng thay mặt anh Khoa cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã follow ủng hộ kênh anh Khoa. Kênh Khoa Đăng Đinh, kênh TikTok mới lập chỉ có gần một tuần thôi cả nhà, nhưng mà đã mở được giỏ hàng rồi. Nói chung cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Anh Khoa thì ảnh chưa quen với mạng xã hội á, thành ra khi mà mình quay ảnh á, nhiều khi ảnh nói cũng hơi ngại nha. Mình bây giờ mình nói cũng vẫn còn ngại nhưng mà nó đỡ hơn. Chứ hồi đó em làm em cũng đâu có dám nói đâu. Đó thì mình ghé mình chơi một xíu cả nhà. Với lại mình sẽ coi thử mình có thể hỗ trợ ảnh cái phần chỉnh sửa video hay là up video trên TikTok á, hoặc là gắn sản phẩm á. Thì mình sẽ hỗ trợ cho ảnh, xong rồi mình sẽ mục đích chính mình ngày hôm nay mình sẽ đi chư bả nha, quay nhà một nghệ nhân ăn lùng bổi nha. Thì đây cả nhà, mình tới thì mình thấy cái cảnh anh Kho đang nằm dợp chim này cả nhà. Đó, đang nằm dợp chim nè. Cái phòng này nó hơi chật, thành ra là mình không có quay góc để mà nó rộng hơn cho cả nhà thấy được nha. Thì thấy sơ sơ đại khái vậy đó. Thì tính ra thì mình dạng như là mình cũng may mắn hơn nhiều nhiều người khác rất là nhiều rồi, như anh Kho đây. Thì mong là cả nhà thời gian sắp tới ủng hộ anh Kho nhiều hơn, follow kênh, hoặc là có thể mua cám, mua thử một lần. Nói chung mỗi người mua giúp anh Kho một bịch cám thôi cả nhà, mua một bịch thôi, chỉ có mấy chục ngàn thôi, mua một bịch cám. Giá cũng mình thấy cũng rất là mềm so với thị trường. Mỗi người ủng hộ anh Kho một bịch thôi, xong rồi sử dụng và trải nghiệm thấy ok thì mình mua tiếp, thấy không ok thì thôi. Đó, thấy ok thì mình nhớ đánh giá cho anh Kho 5 sao nha.
Tí nữa thì mình sẽ gắn cái link kênh TikTok của anh Kho lên trên cái phần mô tả của video TikTok, video trên YouTube của mình. Mình sẽ gắn cái link link kênh TikTok của anh Kho. Anh em có muốn ủng hộ thì nhấp vô cái phần mô tả của cái video này và sẽ tìm thấy cái kênh TikTok của anh Kho, và có thể đặt ủng hộ anh Kho một bịch cám để ủng hộ khích lệ tinh thần cho ảnh nha cả nhà. Đó, giật chim nè. Đam mê là coi như là không thể nào, đam mê gọi là bắt việc á. Thôi chắc em ghé chơi một xíu, em xin phép. Rồi. Em chạy đi đi chư bả. Quay video tiếp. Cái công việc đi rảnh rảnh hay kia. Dạ. Rồi anh Kho có nói lời nào sau cuối cảm ơn anh em không? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi mình thăm anh Kho một xíu và tư vấn cho anh Kho cái cách làm một xíu thì bây giờ đã xong rồi cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng mình cái chuyến hành trình ngày hôm nay đi thăm nhà một nghệ nhân nha cả nhà. Mình đi săn lùng bổi đó vậy nha. Nhà bạn này thì nghe nói có được vài chục con chà mào bổi cả nhà. Hy vọng là ngày hôm nay mình đi săn được một hai em vip vip nha, về chia sẻ lại cho anh em nha. Ok, mời cả nhà cùng đi thôi, let's go. Alo. Anh tới đâu rồi? Mình tới ngay chỗ cái đường rẽ qua núi lửa chưa đang ra, vừa chạy qua một xíu có cái cây xăng dầu số 08 á. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi rồi. Cây xăng 08 nó thêm 100 mét nữa. À rồi rồi, đây là mình đang đứng đây. Xe màu đỏ đúng không? Đúng rồi, xe màu đỏ. Bạn bên đứng bên bên tay tay trái đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. À rồi rồi, thấy thấy vẫy vẫy tay rồi, nghe cái bảng rồi. Ok ok. Tình hình tới rồi nha cả nhà. Tình hình tới rồi. Thì nhà bạn đó ở chỗ kia cả nhà, cũng khá là gần. Đó, bây giờ mời cả nhà cùng mình trải nghiệm nhà bạn đó, thử có chú chim bổi nào vip vip không nha. Ok. Rồi, tới rồi cả nhà ơi. Nhà ngay mặt đường luôn, dễ tìm. Quá rộng luôn, nhà ngay mặt đường luôn. Chào bạn nha. Dạ. Bạn nói sao anh? Chắc cũng 30 cây á. Rồi tình hình tới rồi nha cả nhà. Ô, chim đây luôn nè. Con đây màu cui nè cả nhà, màu cui nè. Một con màu cui nè. Đây thêm một con màu cui nữa nè, hai con nè. Hồ màu cui nhiều lắm. Form chim chim Gia Lai tâm tâm nhỏ nhỏ nhỏ. Bắt tay cái. Này này mình tặng hai gói cám của trại chim màu Vũ Công Tâm đó, dạ rồi, dùng trải nghiệm nha. Dạ. Đó, này tặng tấm lóc lòng. Dạ rồi. Xài thấy được thì mua ủng hộ nha. Được tặng quà nữa. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ, xin năm bao nhiêu vậy? Dạ, em 88. 88 vậy kêu mình kêu bằng anh, mình 89. À, tên tên Nguyên hả? Dạ, không, em tên là Quân. Quân hả? Dạ. Mình tên Quốc. Dạ. Anh này là anh Quân nha cả nhà. Anh Quân lớn hơn mình 1 tuổi. Mình 89. Anh thì nó 30 cây nè. Chim bổi không có nhiều anh. Thôi ngồi ngồi chơi xíu đã, ngồi chơi xíu đã.
Rồi sau khi ngồi uống nước xong thì bây giờ tiết mục quan trọng nhất ngày hôm nay nha cả nhà, lựa chim. Chọn chim. À, lúc nãy giờ thì mình cũng có hỏi anh Quân á là chim này gốc tầm lum tà la hết nha cả nhà, Nam Bắc Trung thì có hết từ lưa hết á. À, bây giờ thì mình sẽ lựa một vài con chim mà mình ưng ý nha để quay cho cả nhà xem. Ủa cái chim này anh chia sẻ bao nhiêu tiền con nha anh? Dạ em bán tầm 400-500 anh. 400-500 ngàn một con? Dạ đúng rồi. Quá rẻ luôn nha cả nhà, có 4-5 xị một con thôi. 400-500 thì em mua nhiều có bớt không? Dạ có chứ anh. Ví dụ như mua 10 con thì bớt bao nhiêu? Đấy, 10 con là em lấy 350 đó. 10 con là 350 hả? Dạ đúng rồi đó. Đồ tình hình này ngon cả nha, 10 con có 350 thôi nha. Không sợ không đủ tiền. Anh lấy ba con rồi cũng 350. Ồ ngon vậy. Dạ. À, rồi đây đưa máy anh quay cho. Bây giờ thì mình sẽ quay chim cho cả nhà coi nha, chứ quay người thì không quay nữa nha. À, quay chim đi. À, đây cả nhà, con này thì bộ nhỏ nhỏ chim, màu cũng cui á. Chim của anh đây đa số em thấy màu cui nhiều ghê á. Màu cui nhiều. Con nào mới là làng ta? Con trên. Màu cui. Một, hai. Hai con này to con. Dạ đúng rồi, con này chim vùng cao. Ủa cái trong này là như nó có chim mái không anh? Không ấy anh, nó lọt giọng thôi chứ còn mái nó cũng không có đâu. Có mái thì có một con, có một con mái. Có một con mái hả? Dạ đúng rồi, con này có mái này. Sao là chim mái này? À. Đâu? Đây hả? Dạ đúng rồi, con đó là chim mái. Tại vì chim vùng Bắc á thì nó hay bị lọt. Ồ cái con này màu cui mà cái yếm nó đẹp ta. Dạ, bộ sẻ. Bộ sẻ. Màu cui mà cái yếm nó quằn qua luôn, Thấy con này đẹp hả? Ờ, thằng này đẹp, thằng này to con đẹp hả? Đây là cả nhà. To con, màu đinh. Đào yếm đầy đủ. Quá rẻ luôn cả nhà, chim ảnh để có 3,5 xị, 4 xị. Quá ngon luôn. Đó. Bây giờ... Con này cũng màu đinh cui nè. Cũng cui. Con này cũng cui yếm đậm. Cái chim này nhìn nó giống chim Indo ghê á. Dạ, chim Indo kiểu vậy. Chim Indo nó cái kiểu nó cũng nhỏ mà cái phách chim nó y chang y xì xì đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình chốt một con nha cả nhà. Mới nhìn vô là mình thấy con này mình thích rồi nha. À, cái bộ đao rất là đẹp nha, màu cui đinh. Bộ đao rất là đẹp. Màu cui đinh một con à. Có mấy cái lồng trống là anh bán rồi hả? Dạ đúng rồi, em mới bán rồi. Dạ lấy mỗi vùng một con đi. Dạ. Yeah. Chắc em sẽ lấy em nhìn sơ qua ca, em tia. Tại vì em thì em thiên về cái ngoại hình đó. À dạ. Yeah. Em nhìn thấy cái ngoại hình ưng cái mắt là mình bắt thôi. Cái này được hết khoảng bao nhiêu con anh? Đây hết là khoảng 40 con á. 40 con. Dạ. 40 con bổi. Cái con trong lòng này cũng vậy à? Dạ cũng vậy anh. Cái con này anh thấy nó ra thái độ chưa anh? Ra thái độ rồi anh, ra giọng rồi đó. À ra giọng ra thái độ rồi. Nó màu lên. À chốt thêm một con này nữa đi. Cái con này cũng cái bộ cũng đẹp màu cũng đẹp. Rồi sau khi mình lựa qua cái bầy chim này nãy giờ này cả nhà. Đó thì tầm khoảng 40 con thì mình lựa được 4 con nha cả nhà. À, đây là cái chú chim đầu tiên mình lựa nè. Đó, con này bộ nhỏ con thôi. Đào yếm khá là đẹp. Cái form con chim này nó y chang con chim chà màu Indo á. Đó một con nha cả nhà. À, rồi thêm con này nữa. À, đây trong cái bầy chim này thì 40 con nhưng mà mình phát hiện có một con mắc lồi nha cả nhà.
con này. Con này mắt lồi, màu rất là dày. Mắt lồi thì chú nhát luôn. Đao yếm rồi cũng ngon lành cành đào hết. Chọn thêm con này nữa là hai con. Hai con với lại chọn thêm con này nữa cả nha. Con này màu đinh đá lăng, bộ thì to con. To con chắc là chim vùng ngoài. Con này nữa là ba con cả nha. Ba con. Tại vì chim nhốt trong chuồng này á, nó bị mấy cái tấm này nè, nên để mà cho nó thấy thái độ thì mình khó quay lắm cả nha. Nãy giờ thì mình coi nãy giờ cũng khá là lâu. Con này nữa là ba đi. Rồi mình sẽ chọn thêm một con nữa là con này. Con này nữa là 4 cả nha. Con này cũng nghe sổ rồi. Rồi vậy anh Quân bỏ vô hộp cho em 4 con nè. Dạ rồi em đóng nha cho anh 4 con. Đóng cho em 4 con ơi. Quá. Sao bỏ trong lòng đấy vậy? Không, em rùa ra lòng em bắt anh. À, em tưởng đâu đưa em cái lòng. Em thì cho hộp cho anh. Sẵn hộp rồi. Dạ, nơi bán kim rẻ rồi mà còn đưa cái lòng nữa là lỗ á. Cũng khá là rẻ nha cả nhà. Chim chỉ, anh để chỉ có 3 xị rưỡi, 4 xị một con thôi. Chim này về thì anh em dễ tiếp cận. Ngày hôm nay thì mình tuyển được 4 con nha. Tình hình mình vừa chia sẻ 4 chú chim chào màu bổi cả nhà của anh Quân. Trong cái bầy bổi của anh thì 40 con mình lột ra được 4 con. Anh Quân chia sẻ cho mình chỉ với giá là 350.000 một con cả nha. 4 con chỉ có 1.4 triệu thôi. Sau khi chia sẻ chim xong thì anh Quân mời hai vợ chồng mình đi uống cà phê ở cái rừng thông trăm tuổi vậy cả nhà, hàng thông trăm tuổi. Cái này cũng là một cái đặc điểm, một cái điểm đến du lịch của nhiều khách du lịch ở xa cả nhà. Ủa cái này như cái đồi chè nè. Ở đây nè cả nhà, đây là cái đồi chè Gia Lai nè. Đó, cái bên này là đồi chè Gia Lai nha. Bây giờ sẽ tới cái hàng thông trăm tuổi để mà uống cà phê. Ảnh chia sẻ 4 chú chim giá rẻ rồi còn bao đi uống cà phê nữa cả nhà, quá đã luôn. Bây giờ thì mời cả nhà cùng mình đi tới cái hàng thông trăm tuổi nha. Xem chút xíu cho vui nha cả nhà. Nói chung cũng cuối video rồi. Đó, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cuối video. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye cả nhà. Tình hình đã tới hàng thông trăm tuổi rồi nha cả nhà. Đây nè cả nhà coi cây thông mình ôm nè. To ghê không? Còn bên này là khu vực đồi chè nè cả nhà. Đây nè. Đi lại gần đây anh. Nguyên một cái đồi chè bát ngát bạc ngàn luôn cả nhà. Đã ghê không? Cái khu vực này cũng là một trong những cái điểm đến du lịch mà khách du lịch tới Gia Lai là hay ghé cái hàng thông trăm tuổi này nha cả nhà. Cây nào cái nấy to cao ngút trời luôn. Đồi chè thì xanh biếc luôn nha cả nhà.